Thật sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi ba bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Thì em cũng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê, mê khủng khiếp. Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra. Kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm, vừa lùn, nó lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, em có tổn thương không? Chắc là thương tổn rồi đó. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Thì xong suốt. Dạ thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần quá mà. Thì đó, chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Em còn hỏi đúng không? Dạ, rồi đút bắp ra, bắp nước bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ em xin cái khúc này xíu, lúc đấy là em bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm bắp chính xác là như thế này luôn. Em ngồi ở bên, em cầm bắp đưa lên, em ngồi con cá ở bên lớp mồi vậy. Đưa ra đớp. Em cứ ngồi, trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp rang bơ với cái tần suất là nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em làm được vài miếng à. Ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn, thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng. Dạ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hồi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người như là xác định được là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do thế nào? Là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng đấy. Dạ. Mà cái đó mà bọn em hay xài, mà người em để lau miệng lắm. Trời đất ơi. Tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực nó kín lắm. Dạ dạ. Cái chỗ nào nó giống cái nồi dẻ nhất ạ? Nó giống như cỏ nồi ạ. Dạ. Em là Cường, hiện tại em sinh năm 91, đang kinh doanh. Con em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thái Thiên Kim, năm nay em 23 tuổi. Và em đang là giáo viên tiểu học ạ. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào và tình yêu của các em nảy nở ra sao? Thì em với anh Cường gặp nhau là trên BTalk. Và thực sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi ba bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Dạ vâng. Thì hai chúng em quen nhau trên BTalk, là cái chương trình mà mạng xã hội, là khi mà người ta cùng thích hình ảnh đại diện của nhau thì sẽ kết bạn với nhau. Thì em cùng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê, mê khủng khiếp. Sau đó khoảng vài tuần thì anh nhắn chủ động cho em, nói là bây giờ anh đang rảnh, kêu em qua bên shop của anh chơi. Thì lúc em qua shop của anh chơi, em cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Em nửa muốn đi, nửa muốn không. Thì em sau một hồi đấu tranh thì em quyết định là em đi. Thì em tưởng tượng cái người đó là sao? Trong tưởng tượng của em? Trong tưởng tượng của em, hình tượng anh trong đầu rất là soái ca. Dạ, soái ca. Dạ, lạnh lùng. Nhưng mà khi gặp rồi. Khi gặp rồi. Thì sao? Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra. Kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm, vừa lùn, nó lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, em có tổn thương không? Chắc là thương tổn lắm rồi đó. Em sao em? Đi qua shop em thì đi bằng gì? Đi bằng xe máy. Đi qua shop thì đi trên một cái xe quay mà quay độ. Quay độ. Trời ơi, em rất là ghét xe độ. Đi qua đi quay độ, bỏ hai cái yếm ở hai bên. Mà xe rất là bốc, máy nổ ầm. Vợ em lúc đấy cũng rất là cá tính, tóc thì nhuộm highlight, tóc xoăn mì tôm nhuộm highlight, nửa dưới là màu hồng.
màu trời hồng rất là rực. Lúc đấy hình như mới dùng kem trộn đúng không? Kem trộn hot girl trắng mắt à. Nhưng mà em có thích liền không? Em có thích vợ em không? Dưới thì em nhìn thì em kết liền. Có nghĩa là cảm xúc của em vợ em khác nhau đúng không? Dạ, đúng, đúng rồi, tránh được hoàn toàn. Dạ, sụp đổ. Còn chồng thì là quá thích đúng không? Thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, cái lần chốt hạ để yêu nhau đó là lần hạ gặp thứ ba. Nhưng mà lý do gì mà em chuyển từ ghét mà em chuyển sang yêu được? Dạ, tại vì lúc đó là cái chuyện cũ của em á, là những cái khúc mắc trong lòng em đã gỡ được rồi. Em cũng đã quên rồi. Và với lại lúc đó em đã bắt đầu em mở lòng ra. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Rồi sao? Thì xong suốt. Dạ thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần quá mà. Thì đó chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Dạ bộ hỏi đúng không? Dạ, rồi đút bắp đút bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ cho em xin cái khúc này xíu, lúc đấy là em bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm bắp chính xác là như thế này luôn. Và em ngồi ở bên, em cầm bắp bốc đưa lên. Và em ngồi như con cá ở bên đớp mồi vậy. Đưa ra đớp. Em cứ ngồi. Trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp rang bơ với cái tần suất là nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Liên tục. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em ăn được có vài miếng à. Còn có điều gì ở vợ em có một sự đặc biệt gì đó mà em phải quyết lấy bằng được? Có một lần lúc em mới mở cái cửa hàng mới thì em có bị móc ví. Có một người ta giả làm khách, người ta móc ví. Thì trong ví lúc đấy em có 20 triệu. 20 triệu của em lúc đó là tất cả gia tài, những gì còn lại của mình. Lúc đấy em đang sinh viên thôi. Thì vợ em là cái người mà thứ nhất ở với gia đình. Và chi tiêu thì vợ em cũng không phải là người có nhiều tiền. Lúc đó cũng sinh viên thôi. Sau khi em bị mất ví, em có nhắn tin vợ em. Thì một lúc sau vợ em đến, vợ em đưa cho em 200. Thì cái đó em giật mình. Em bảo là sao mà vợ em có tiền. Rồi vợ em cũng đưa 200, bảo là cầm tiền trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cầm tiền lo tạm. Thật sự thì cái giá trị lúc đó nó... ống heo hả? Dạ không, em đi mượn người yêu cầu. Trời ơi. Thấy chưa, tôi mà không moi cái này ra là sao mà biết được cái chi tiết đây. Trời ơi, mà nó bạn trai em cao. Dạ vâng. Em hoang mang lắm, tự nhiên em không hiểu sao mà ổng mất ví mà em giống như là em cảm giác như là tận thế tới nơi rồi. Em không biết cách nào phải để phụ ổng được hết. Chỉ còn trong đầu em chỉ nảy ra được cái cách đó là duy nhất là có thể giúp. Thì bởi vì lúc mình hoạn nạn á, dạ, mình biết được là ai là cái người mà gọi là bên cạnh mình chân thành nhất. Nhưng mà hôm nay thì chắc các bạn ấy bạn ấy biết. Dạ chắc giờ chắc nó biết. Thôi bạn chương trình cảm ơn bạn. Rồi. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 9 tháng. Nhưng mà em có con chưa? Dạ chưa ạ. Em đang lên để nhờ anh Bin chúc em ạ. Lên tay quá Bin, em quá rồi. Tiếng lành đồn xa, tiếng quá lành đồn xa. Rồi 9 tháng ở chung với nhau thấy có điểm gì khác không? Ở bạn đời của mình ai có tật xấu gì xì ra không? Để cho vợ em kể trước, phần hay để em kể sau. Chồng em có một cái đó là giờ dây thun. Mà dây thun mà ngâm dầu hôi á, chứ không phải là dây thun. Nó giãn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó còn ghê quá. Nhão nữa. Dạ đúng rồi, nó nhão luôn á. Ngâm dầu hôi nữa. Dạ. Rồi. Lúc đầu thì em giận hoài à. Nhưng đến một lần em phát hiện là ảnh đang ngồi chơi với em. Ảnh hẹn đối tác của ảnh là như là mấy giờ là ảnh đến. Nhưng đối tác đến rồi ảnh vẫn ngồi chơi với em. Mặc dù em ra sức hối thúc ảnh cứ thôi cho người ta đỡ chút có sao đâu. Đó, nên em hiểu rồi, người này là trong máu rồi chứ không phải là vì không tôn trọng mình nên thôi. Nên em tìm cách em thích nghi. Thứ hai là rất là khó tính. Những em nhân viên của chồng em là đều nói chị My sao chị My hay vậy, chị My ở với ổng được hay quá vậy. Rồi, khó tính. Dạ khó tính lắm. Cái cuối cùng là hay ăn hiếp em. Ăn hiếp em là như thế nào? Dạ không, dạ không, dạ không, dạ không, hai vợ chồng em rất là văn minh. Kể cả gây lộn cũng vậy, không bao giờ nói nặng nhau. Nhưng có điều là ảnh hay giống như là ảnh cứ anh là người lớn và anh dạy lại cho con nít vậy đó. Nên em lúc này em cũng có cái mặc cảm là em bị ăn hiếp. Đó là như vậy. Là hai đứa ở riêng hay là? Dạ ở riêng. Là lúc đó em chưa kiếm được việc làm, 2 tháng đầu là chưa kiếm được việc làm. Là hầu như là chỉ trong cái tiền đi làm thêm ít ỏi với lại tiền của ảnh thôi. Thì em cảm thấy stress lắm. Suốt ngày có gì đâu mà tại sao cứ phải bù đầu cơm nước. Cái gì đâu mà mới nấu cơm bữa sáng xong quay lại lại chưa làm, chưa có chơi được gì hết là tới cơm trưa rồi. Thì em stress cái thay đổi cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Vậy thôi. Dạ. Bây giờ tới bạn đó, bạn Cường. Người anh, người chồng và là người thầy nữa. Sau khi cưới thì vợ em có một vài tật xấu. Rất là hay ngoáy mũi.
Chết, tôi chết, sao lại nói chị? Cái đó là tật rồi chứ không phải là... Dạ, tại vì, chứ lúc quen là em giấu kỹ lắm. Em tất cả mọi thứ em đều cho anh biết về em, trừ chuyện đó ra. Em giấu cho đến khi mà đã ở chung nhà rồi, không lẽ mình cứ nhịn hoài. Đâu có chịu nổi đâu, thôi lòi ra luôn. Vậy giờ còn không em? Dạ sao bỏ được anh? Nó ghiền đúng không? Dễ thương vậy. Và tật xấu gì nữa? Tật xấu gì đặc biệt có nó lạ lạ. Còn cái nữa là em mỗi lần mà ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn, thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng. Giờ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hôi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi! Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người coi như là xác định rằng là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng đấy. Dạ. Mà cái đó mà vợ em hay xà vào người em để lau miệng lắm. Trời đất ơi. Tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực rất là kỳ lắm à. Dạ dạ. Cái chỗ nào nó giống cái nồi dẻ nhất ấy ạ? Nó giống như cỏ nồi ạ. Dạ. Đó là hai cái sở thích rồi. Tức là dị của vợ em. Em có là cái niềm vui của em. Là em không biết sao nhưng mà thật sự em phát hiện là từ nhất là sau khi cưới nữa, là trên người chồng em có một cái mùi em ghiền lắm. Nó rất là thơm mà em đâu biết là em dụi dụi từ từ nó vô khu vực đó đâu. Em đâu có từ. Là chỉ lâu không hiện. Quả hương á. Đây nè, chỉ lau miệng từ đây rồi chị cứ dúi vô. Lên đây cái ghiền luôn. Thôi em ơi, mọi chuyện em mà chị đứng rồi nó chỉ hàm hương luôn mà. Chúc cho vợ chồng của Cường trong năm nay, năm Mậu Tuất sẽ có một cái tin vui, sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình. Nha. Trai gái gì cũng xinh xắn, đáng yêu, mạnh khỏe và xinh đẹp như hai vợ chồng. Đấy, rồi, chúc cho em nha. Vui chưa? Dạ. Rồi, mỗi lời hỏi làm bạn gái không á? Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không có chịu, đến ngày thứ ba em hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Baby quá. Chào hai em, mời hai em giới thiệu cho mình. Em chào tất cả. Arigato gozaimasu. Arigato kawasaki doraemon. Bà biết nói tiếng Việt không? Dạ em biết. Ôi trời. Quá như hai em cứ tưởng là hai em đến từ xứ sở Phù Tang chứ. Nhìn mọi người cái đồng ý là nhìn giống như là người Nhật Bản á. Dạ sao ổng đi Nhật mấy năm mà về ai cũng tưởng Nhật. Có nghĩa là đi bên Nhật à? Dạ em làm bên Nhật rồi, hiện giờ em cũng đang làm cho công ty của Nhật. Vậy đó hả? Còn em? Dạ em chỉ là vợ của một cái ông đã đi Nhật và đang làm công ty Nhật thôi. Sao em cũng giống Nhật quá vậy? Chắc là nhà em phải Nhật Bảo đúng không? Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thoại Phương, năm nay em 30 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ em tên Nhã Phương, em 31 tuổi. Em là Nhật Phương. Dạ em là Thoại Phương. Thoại Phương. Dạ, em Nhã Phương. Dạ Nhật Phương là con em. Hồi nãy anh nói Nhật Phương là con của em. Tam Phương. Còn giờ là Song Phương. Dạ. Phương nam gặp Phương nữ là ở đâu? Trong trường hợp nào? Dạ tụi em học chung trường nhưng mà cùng khoa mà khác lớp, biết nhau nhưng mà không có thích nhau. Dân gian mình hay gọi là ghét nhau như chó với mèo đó. Kinh khủng khiếp lắm. Khủng khiếp luôn hả? Đằng đây em nhớ ấn tượng đầu tiên là nhìn chảnh lắm, lúc nào cũng ngứa ngứa. Nhưng mà sau này mới phát hiện ra là bị lỗ mũi bị tẹt, đeo mắt kiến nó bị trợt xuống như vậy, nó cứ ngứa lên. Thì ra là vậy. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Còn một cái nữa, để chồng nói hết. Mình nói nhiều mà người này cũng nói nhiều lắm. Mà nó ướt, đụng cái thôi là thế này cũng khóc. Vậy trong lúc mà quen nhau vậy chắc là khóc nhiều lắm đúng không? Dạ có, khóc nhiều. Mà cái ấn tượng đầu tiên em nhìn cái anh Phương này là chắc em ấn tượng về cái mái tóc của ông trước đúng không? Dạ đúng, mái tóc nhưng mà đó mái tóc ăn trường. Mái 5 năm vậy nè. Mà quần áo thì rách rưới, không chịu mặc đồng phục, lúc nào nhìn cũng rất là dị. Cái tóc này là mới để đây thôi đúng không? Thay đổi kiểu tóc xanh sạch ra anh ơi. Dạ. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Cua mừng năm trời đó anh. Thì chắc có lẽ là anh này luôn luôn mang niềm vui tới cho em, thì trong cái thời gian yêu nhau chắc chưa bao giờ cãi vã nhau hoặc là chia tay nhau đúng không? Dạ cũng có 3 lần á. Vậy hả? Dạ. Mà lần nào nặng nhất kể nghe. Là cái lần mà ổng đi Nhật chỉ có mấy tháng nữa là đủ 3 năm thôi. Tháng 7 về là tháng 4 gây nhau chia tay. Lý do? Không ai chịu ai hết trơn. Nói chuyện hồi cãi nhau rồi em cũng biết sao. Làm như là sau 3 năm thì tính tình cũng thay đổi nhiều, cách suy nghĩ cũng khác nhau nhiều lắm.
3 năm không gặp chỉ nói chuyện thôi. Cho nên lúc đó thì về gặp nhau một cái. Chưa gặp. Nói chung là còn 3 tháng nữa gặp nhau. Giận nhau khoảng 1 tháng, có nghĩa là cứ nghĩ là chia tay nhau rồi đó. Nhưng mà lúc đó em nhớ lại trước khi đi có hứa với nhau là muốn chia tay thì về gặp nhau một lần đã, trực tiếp với nhau rồi mới chia tay. Có nghĩa là chia tay trong lúc mà đang có khoảng cách xa nhau. Chia tay là khi em đang ở Nhật và bạn ấy đang ở Việt Nam mình. Giận môn khoảng 1 tháng trời là không có nói chuyện, nhưng mà em chủ động em điện về. Nói chung là điện về cũng bực tức lắm. Nhưng mà khi nghe lại cái giọng của người ấy tự nhiên mình thấy mình không có còn nhớ đến cái chuyện cãi nhau trước 1 tháng trước đó nữa. Cho nên lại quay về. Sau cái đợt đó thì bao lâu mới cưới nhau? Em về Việt Nam được khoảng 5 tháng là em cưới luôn. Có nghĩa là các bạn đã kết hôn với nhau là được 4 năm. Dạ. Chắc là về là nhiều cái vỡ mộng lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái tư tưởng của một người đi qua Nhật mấy năm về, đầu óc tư tưởng nhiều cái khác mình lắm. Khác, ví dụ khác kỳ em nói coi. Kiểu như thời trang đi. Bây giờ là đi vô bển về, giờ ăn mặc không cần biết thiên hạ nhìn mình thấy có kỳ không, mình thích gì là mình mặc đó. Ở dụng như tóc tay vừa nhuộm vừa quăng, rồi đi đâu là vuốt keo này kia kia nọ. Chị mà thấy ai mà chạy cái xe vô bãi xe xong cái xuống xe cái nhìn vô cái kính xe, làm đi vậy này là chồng em á. Ảnh có thích cái mái tóc của vợ không? Nói tới mái tóc này mới nói, hồi xưa là em tóc dài lắm, ông thích lắm, ông thích gái tóc dài, gái tóc ngắn không có thích đâu. Rồi cái cưới xong về nói là bà xã mà cắt tóc đi, về nhà mẹ đẻ chừng nào tóc dài ra rồi ông xã mới rước. Nói vậy thôi chứ được vài bữa cái bắt đi cắt tóc vậy, hết lãng mạn luôn. Dạ. Cái tóc vợ em dài lắm hả? Dạ, dài gọi là dài qua mông á, nhiều dài lắm. Em thì em thích vuốt tóc. Mê tóc vợ đúng không? Dạ, mê vợ vì một phần vợ có tóc dài. Dạ, nhưng mà về mới phát hiện ra tóc rụng nhiều lắm. Tóc rụng đầy nhà, tóc có thể làm nghẹt cống, tóc có thể làm cả quạt máy không thể quay được. Cho nên là vợ ơi, vợ đi cắt tóc đi. Sao vậy em, có cái thú vui lạ lùng sủng vậy? Em cũng không biết được, mà nói chung là em thích tóc, là em thấy tóc dài dài. Nhưng mà tóc dài mà tóc đen là em thích, là em phải vuốt được một cái. Đi vô shop vuốt tóc mà nuôi tâm. Trời ơi. Có lần nữa nha, chị nặng lắm mà. Đừng qua vuốt gì ông Dân nha. Bây giờ thấy em, chị thấy em nhìn tóc chị hơn. Đúng rồi đó. Còn tính xấu gì nữa không? Ông xã nói tiếp đi. Rồi em hãy kể xấu về vợ mình đi. Sau khi cưới là em choáng váng nhất là mê hung và mê được hung. Hung gì? Hung em. Hồi trước khi cưới nha, năng lý lắm mới cho hung với hùng cái á. Giờ hả, về cưới với quyền là một ngày ít nhất hung 10 cái. Nhiều khi quên là hả, giận. Tức là vợ hung em bao nhiêu cái rồi em hung vợ bao nhiêu cái? Không có như vậy. Sáp vô lục nó nực quá, tránh ra. Nghĩa, ổng kêu tránh ra hả? Dạ. Không có hôn, nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn, phải lúc nào nó phải lãng mạn chứ. Ủa như vậy, nó đâu phải là tính xấu đâu, là tính... Cái không, cái đó là em phát hiện ra trước khi cưới, là sợ sao trước cưới chứ không phải là bị ám ảnh. Ám ảnh gì? Sợ bị người ta nói dạ anh chồng. Có đâu, ám ảnh, ám ảnh, ám ảnh kinh khủng. Ông nói ông tuổi ông chuột hay là gì gì đi, tại sao ông nói ông 30 tới em nói 31 ngượng chết luôn vậy đó. Đâu, em đã đứng chứng luôn. Em nói thôi chứ, chị tưởng mà đây 33. Thì có vậy thiệt. Mà chồng em già hơn. Chị không nói giống đâu, chị không nói giống, chị tưởng đây là 33 đó. Rồi đi lít liền, không có cái vụ mà ám ảnh đó nữa. Tiếp tục đi cưng. Để em kể chuyện ám ảnh, như là sợ già hơn chồng, là bắt đầu hả, gọi là ghen á. Là ra một cái gọi là cái sắc lệnh là cấm bén mảng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Như em chiều chiều nay về là em ngồi gần chuyện về chính hãng là em còn bị xử. Thôi chị Vân nó mấy theo nó ngồi đi. Không phải ghen tự nhiên đâu chị, chơi với con gái không hà. Bạn bè con gái trong công ty, bao nhiêu đồng nghiệp con gái là tụ tập tùm năm tùm ba, con gái về nhà cũng chắc như con gái nữa. Vậy hả? Dạ. Công ty con gái tóc dài cũng vuốt tóc ba luôn. Nó ghiền mà, thích tóc dài mà. Rồi còn gì nữa nè, vợ em còn cái ám ảnh gì nữa? Ám ảnh hả? Nhiều ông khi... có nói em ghen. Nhưng mà không phải là không có cơ sở. Em nằm mơ thấy không có bồ hoài à. Mà em có thấy hình dáng, nhân dáng của cái người bồ một cách rõ nét không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ngoài cái cú ghen nó ra còn ghen nào ấn tượng không? Hồi Tết là không nhìn mặt nhau 2 năm. Mà sao vậy? Là từ trước Tết hai mấy Tết cho tới mùng 6-7 Tết luôn. Mà sao vậy cưng? Tết về quê mà. Bạn này mới coi hình. Đi công viên. Không phải, cái này là vô tình. Đi công viên cái ổng tự đưa điện thoại cho em luôn, biểu em chụp hình hai cha con. Em mới coi hình lại, coi cái thấy hình của nhỏ gái. Mặt tầm tạo dáng đẹp đẽ như này chị, chụp có một mình nhỏ gái vậy thôi mà 2-3 tấm liên tiếp luôn chị. Vậy thôi cũng ghen. Ai nhờ, cái đó là ai? Chắc là cái cô đi dạo phải không? Em gái đồng nghiệp của em cho công ty. Trời, bữa đó là cái công ty đi tiệc tất niên. Mấy ông nào cũng vậy, em gái của ông bà. Không, em xí. Nuôi của em gái chứ không, mà không phải em gái nuôi. Nuôi mới ăn, không có nuôi không có ăn gì được hết trơn. Ăn đó, tự ông nói ăn chứ tôi đã nói tiếng ăn nào đâu. Không, cái này không ăn đâu.
anh thuận bên em anh cái biết đi. Cái này là không ăn mà chỉ nhấp nhấp thôi. Chị nghĩ coi, đi ăn tất niên công ty 50 người, tại sao lại dắt nhau ra cái chỗ mà không có một bóng người mà chụp hình một chùm một cô đó thôi về ngắm. Em có thấy cái background đằng sau là gì không? Cái background ra cái hành lang, cái hành lang của không biết nhà hàng hay là cái gì đi ăn tất niên mà ra cái hành lang ngoài trời là không có trống trơn gì đó nữa, mà đứng có một mình một chụp hình, mà em cứ nghĩ tại sao lại chụp một mình về buồn buồn lấy ra ngắm hay sao đó. Bây giờ sao quá trời. Em chưa có sáng vẫn để nguyên mà. Chụp hình với con gái là phải để tay lên eo người ta vậy nè. Rồi sau đó là em có truy tìm ra được cái cô đó không? Dạ không, em không có bao giờ lục lọi gì trơn. Kể cả Facebook của ổng có để relationship với em là cái gì em cũng biết nữa. Và em mà bị vợ em mà kiểm tra như vậy em có khó chịu không? Thì đó là lý do người ta em giận nhau 2 năm đó. Mới đầu là vợ phát hiện vợ giận. Rồi sau đó bị giận ngược nữa. Em giận ngược. Tại vì trước khi cưới luôn đã có nói với nhau là cưới nhau nhưng mà cái gì riêng tư là riêng tư. Nhất đối với đàn ông thì cái ví và cái điện thoại là cái riêng tư của đàn ông, đừng đụng vô. Thì bao nhiêu năm đó làm rất là tốt. Tự nhiên bữa đó cái coi xong rồi coi như ví dụ như bực mình nhưng mà thoát ra ngoài cũng không nói, cố tình để luôn nghe màn hình chính để cho mình biết rằng à phát hiện ra rồi. Theo kiểu vậy đó. Nên giận lại. Em bực em cũng không, em không không nói tại vì là vi phạm cái lời hứa của hai đứa rồi. Nên là giận nhau. Giận vậy thôi mà 2 năm. Hai năm trời, nguyên 2 năm rồi không nói với nhau một lời nào. Nói 2 năm ghê quá, từ trước Tết sau Tết. Trước Tết sau Tết đó thì hai năm rồi. Bây giờ cuối cùng là ai nói trước? Em tức quá. Trời ơi, tại sao mà em phát hiện cái tấm hình em giận đùng đùng lên mà không chịu nói với em mà đây là ai? Tại sao chụp về hai giờ này kia mà còn giận ngược em là giận cái gì? Em tức mình quá, tới mùng 6, mùng 7 Tết sắp đi làm rồi. Em mới cào cấu ổng, em đập ổng bắt nói chuyện với em. Rồi cuối cùng Phương có nói chuyện nào? Dạ có chứ. Đập đau quá. Thì nói chung là vợ chồng nào thì cũng có xảy ra. Nhưng mà tụi em luôn với phương châm là giải quyết. Cho nên là giận cho đã là thôi, không phải nói chuyện này thôi. Giận nhau có chia tay được nhau đâu. Rồi giờ Phương vợ mong muốn Phương chồng thay đổi điều gì? Cưng vợ hơn chút chứ cưới xong hết cưng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn cưng làm sao? Tháng về cho tiền nhiều hơn chút. Được đó chị. Nhiều hơn chút. Hay là sao đó. Trời em phải nói cụ thể ra. Đó là phải, đúng rồi. Phải là hả? Đưa tiền nhiều tiền, hơn. Cho tiền vợ nhiều hơn. Có tiền nhiều cái vợ vui. Thôi bà nào cũng vậy chứ. Bà nào cũng vậy chứ. Cái còn Phương chồng muốn Phương vợ thay đổi gì? Thể hiện tình cảm với con tí xíu. Tại con gái nó cũng tình cảm. Chị lại rờ rờ mẹ, con đi ra đi mẹ nóng quá. Làm sao không chưa hiểu? Là vậy nè, ổng đi làm xe đưa rước, ổng đâu có đi xe máy, em đi xe máy nè, phải đưa con này đón con này đi chợ nè. Về hả là lo nấu cơm, cho con ăn, quần áo giặt giũ làm, mọi thứ làm hết. Mình nó thì chạy đuôi với thời gian á hả, về không kịp nghỉ, cứ làm mà ăn thỏ cứ mẹ ơi mẹ coi nè, mẹ ơi thôi vẻ đẹp không nè, mẹ ơi nhìn thỏ nè, nên mình mới la. Ôi chồng mà phụ vợ nhiều vợ rảnh ngồi chơi không là đâu có la đâu phải không chị? Có nghe còn mong muốn nữa là phụ vợ nhiều hơn. Đâu giờ thấy cũng phụ nhiều lắm rồi chứ. Đầu là tắm con, rồi rửa chén, rồi lau nhà, rồi dọn nhà. Hết luôn rồi đó. Cũng có làm chứ, không có làm cái gì có làm mà. À khoan, đổ rác nữa. Rác một tuần đổ một lần. Ví dụ vậy. Chị thấy hai cái mong muốn tụi em đều chính xác hết á. Em mong chồng em quan tâm chia sẻ với em nhiều một chút để em có thời gian. Thì chị nghĩ rằng là cố gắng tuần mấy lần đi. Bây giờ lên đô đi. Lên đô từ từ, lên đô từ từ. Đó. Còn cái chuyện mà chồng mong muốn em, cái vụ mà với bé Thỏ là chị thấy là hoàn toàn chính xác đó. Và lại là con gái nữa cho nên nó rất cần cái sự mà âu yếm vuốt ve của người mẹ đó. Mà như vậy từ nhỏ mà em tạo vậy là nó lớn lên nó sẽ nữ tính, chứ còn nếu không nó sẽ bị nó khép kín lúc nào mà mình không có biết đó. Đến một lúc nào đó tự nhiên nó không muốn cởi mở với mình nữa. Hiện giờ nó đang có cái nhu cầu nó cởi mở với mình. Đây đang là cái thời điểm mà nó cần cái sự bộc lộ của nó ra để cho mình hiểu nó như thế nào. Thế mà bây giờ mình ấp lại, coi như mình không cho nó cái cơ hội đó, là khi nó khép lại rồi á là em muốn mở không nổi luôn. Đó, cái đó là phải chú ý nghe, tại vì đây nuôi con rồi biết. Hai cô con gái nên là rất hiểu cái điều đó. Rồi, cứ theo những gì mà chị Vân mới truyền đạt ha. Không thiệt, cái đó là chị nói nghiêm túc đó nha. Rồi xin cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Cô Hồng Vân xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, con có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Số năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản.
32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Xô nó lai lai á chị. Có khi nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Thuần nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là vậy được không? Ơ sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Xô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các đó. Loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có dạ. Gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không. Mà. Trời lạnh lạnh nè chị. Gió lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là được, cũng là năm mấy rồi. Dạ, dạ năm mấy. Gần 2 năm. Dạ, dạ. Đó. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con dạ. Có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được 1 năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Trời ơi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rồng mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, dạ. Chị cũng vậy đó. Ừ. Như vậy là bé đầu là bé dạ, bé gái. Bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Dạ. Đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Ồ. Dạ nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi nên là con mới lên chơi vậy á chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết mà nhìn già chát ha tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ thấy già chát à xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi cái kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ nói chuyện thấy cũng được á nhưng mà Xô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app dạ không? Trên app á thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á tức là bấm nút thích rất là nhiều nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng không có tiếp tục nói chuyện với cô này với vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á con có suy nghĩ con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành không? Không, con không nghĩ mối nào tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa huống chi quen qua app. Nên là cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu sao tự nhiên quỷ kết bạn mình cái con cũng khó hiểu cái con cũng thấy tiếc á nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á cái con cũng thấy tiếc nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô cái con thấy lạ quá con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con cái con không có trả lời lại tại con không thấy quen biết á nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này cái xong cái con mới nhắn tin lại sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con cái xong nói sinh năm 90 cái xin chị em đâu chịu đâu cô cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi dạ bạn. Con lớn đúng không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3 rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh mà lúc đó con còn đang làm
ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa, nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á, thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa, rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí rồi viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu, theo cháu trai theo, để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn, mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái. Dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mồi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, ta ít nói, bạn này rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chắc bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ, tại vì hả nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Gặp mình lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao đó, sau khi con về đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Dạ. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó đẹp mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ, ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi lúc đó con mới nói giỡn là vậy không, mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ nói tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là
nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa, là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả, em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi, nói thôi anh lên, anh lên anh xin ba mẹ cho, anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin, rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố e con hay là bố? Dạ, của... bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Dạ. Đó. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ, bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ, bố thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ, nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vào chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa á, không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường. Bắt đầu cướp răng nhau. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ, con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con không có xỉu. Tại vì con quen, cứ hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ, sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu, kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Thì ở dưới đó thì buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi lúc trong lúc nó không phải lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được sao không, thử đi anh uống vài à. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường, lần này cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đúng không chú? Say bia. Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mấy đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ, cuối 30/4. Sau bữa đó thì có một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là
bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ở Huyền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để, tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn? Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn, xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó, ý nhưng, nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là đằng nào cũng vậy thôi, giờ mình anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần nữa mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Cứ đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó. Cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi 1 tiếng thôi nha em, đúng 1 tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vào nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước thì không trả tiền trước đúng rồi. Phải đi về thôi để người ta còn tiếp khách khác rồi, đúng không? Đúng giờ đó. Là lên đường đó. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại con tính toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu. Cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi, bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. lý do chính đáng một ôm rụng trứng rớt bẹp. Rồi trời, chồng này vui quá. Ừ thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới là cái Phật phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ, con coi, con thích chương trình này. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không?
Dạ thích. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng thì quạo thôi. Quạo nhìn mặt đói bụng. Nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Đói. Dạ xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á. Nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói này, nãy vợ con có quốc trong hộp cơm mà. Con giờ nó lên, bởi vì nó vui đó chị. Nó vui đó. Chứ không mà cái giờ nó vui quá trời. Cái giờ nó bạo lắm á. Ừ. Ừ. Nổi hả? Rồi xấu tính đói nè. Hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc. Anh nhắc là anh có mặt mẹ đó, anh nhắc luôn là anh không hài lòng gì thì anh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á. Là kiểu như vợ chồng về không thích gì, không được gì á thì nói nhau biết, hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái mặt tính của vợ. Trước mặt dạ. Người khác dạ. Nói chung là như vậy dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào quá, dạ đào quá. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ bà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái con bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái con bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái con bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thì thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tán con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không dạ. Hay dạ. Đúng rồi, hay á dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được dạ. Hay. À, bây giờ tới con đó, so. Dạ, con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi, con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi. Rồi. Cô này đâu có yêu mình đâu. Nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thế con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi cho
không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Dạ. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Dạ. Đúng không? Dạ. Là bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Dạ. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Dạ. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con, kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Mà cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân. Yeah. Mình nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi, vợ. Yeah. Chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Dạ. Một cái hành động rất là cụ thể. Dạ. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok tiếp chị Vân. Ủa? Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó đó, nãy giờ 100 cặp á. Ừ. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Dạ. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Dạ. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Dạ. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Dạ. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Dạ. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Dạ. Con hiểu cô không? Dạ. Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi mặc dù anh không mong muốn nhưng. Dạ. Mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Dạ. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá thì em ngủ trước nha, nhưng. Dạ. Mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Dạ. Sáng em yên. Ừ. Tâm là anh đã tới rồi. Dạ. Đó thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề. Dạ. Liền. Dạ. Thì không bao giờ suy diễn nữa. Dạ. Đúng không con? Đúng không rồi. Bao giờ suy diễn. Dạ. Mà nó đó thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai vừa tinh tế vừa tế nhị là yêu thương vợ con. Dạ. Nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Dạ. Hiểu không? Những. Dạ. Cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và. Nghe. Đã có. Dạ. Gửi chị Vân quá tuyệt vời. Nghe. Dạ con cảm ơn. Rồi con. Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Rồi chú cũng chúc cho con. Dạ. Hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Dạ. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi đúng. Dạ. Không? Và bé này là sinh năm mèo nữa. Dạ. Mèo. Dạ. Vàng nữa. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng. Dạ. Luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc. Dạ. Nào cũng yêu thương. Ha? Dạ. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô chú. Rồi.